Good morning. Hello mọi người, welcome back to my channel. Thì lâu lắm rồi tôi không làm một cái weekly vlog là show cho mọi người dạo gần đây một tuần thì Tiên sẽ làm những gì, làm những công việc như thế nào, thôi Tiên làm cái gì, cho nên là bây giờ Tiên sẽ quay một video weekly vlog để vlog lại toàn bộ tuần này Tiên sẽ làm gì nhé. Bây giờ thì Tiên sẽ đi làm, lát tới chỗ làm Tiên sẽ vlog cho mọi người xem, tại vì hình như là từ cái lúc Tiên mở thì Tiên chưa có lên một cái vlog nào về cái công việc của Tiên, cho nên là bây giờ Tiên sẽ tới công ty nha. Let's go. Sáng giờ thì Tiên đang ngồi trong office. Bây giờ Tiên sẽ cho mọi người xem vòng vòng đây có gì nha. Đầu tiên là lần lượt thì sẽ có những brand của Nam. Trong đó sẽ có những cái brand của Nam như là No Control rồi cái kiểu. Rồi bây giờ tới lầu 2. Lầu 2 là sẽ có những cái brand mà đó. Đây là sorry mọi người biết rồi. Ủa Duyên, hello đi em. Đây là founder của một cái brand trong này bán cho mọi người. Em bán cái gì vậy? Em không bán gì hết. Đây là một bạn nhân viên của Tiên luôn. Đây là mọi người. Ok, đây là her story nha mọi người, Itchy nè, đó xong. Phòng này thì sẽ có rất là nhiều mấy cái brand, nhiều, cực kỳ nhiều, những cái brand nữ, đó, bán túi. Rồi, đó mọi người, đây. Thì bây giờ Tiên sẽ lên lầu 3, tiếp tục đi lên tiếp. Lầu 3 thì sẽ có một vài brand ở trên này, hen. Đây thì sẽ vẫn có thêm nhiều brand nữa sắp tới sẽ join vào cùng với The Space. Bây giờ thì tụi mình sẽ chuẩn bị đi ăn trưa và thì Tiên đã về đến nhà rồi và bây giờ Tiên sẽ thay đồ và chuẩn bị đi ăn cùng với em họ của Tiên vừa mới từ Mỹ về và Tiên đang mặc chiếc áo khoác mà Tiên đang rất, giờ này đang rất là thích của nhãn hàng Airspace. Thì hôm trước á, Tiên có thấy là Airspace nó quảng cáo thì Tiên mới vào Tiên xem thử. Thì nó bán rất là nhiều đồ kiểu như là basic mà vừa có bra, vừa có áo khoác, áo thun, áo ba lỗ này nọ rất là nhiều. Cho nên là tối nay về thì Tiên sẽ làm một cái haul cho mọi người xem nha. Đây là view buổi chiều nhà Tiên nè mọi người, sẽ thấy được rất là rõ quận nhất và đó. Yes. Let's eat gan ngỗng chả giò. You can try it. Hey, there you go. Wow, cái này là kem nước mắm nha mọi người. Dude, ăn thử đi ạ. Ăn thử đi. Dude, you want to try with your neck? Like let her put your neck and then you give her a kiss. Kiss on the neck. It's good. You don't taste the nước mắm as much. Mm. It's like hair. Yeah. Yo, so. Chào đi. Hi. Hello bà là.
Em gì sợ? Đó, nhảy em kìa, nhảy em coi. Woo! Hiện tại thì tụi mình mới tập nhảy thôi mà. Người mình đang đẹp lắm. Đầu mình sạch nữa. Ừ, đầu sạch nữa. Cái này thơm nữa. Tụi mình sẽ đi ăn một cái chỗ rất sang, pizza 4P. Mọi người cũng đi chung với tụi mình. Khi lũ thì tụi mình đã vừa mới đi ăn về rồi. Hôm trước thì Tiên có nói là Tiên làm một cái ho nhưng mà chưa có thể nào rảnh live cho mọi người. Nhưng mà ở đây chắc chắn là Tiên sẽ show cho mọi người cái airspace thì hôm nay Tiên sẽ show cho mọi người là Tiên đã mua gì được từ chỗ này nha. Thì đầu tiên là Tiên mua được cái áo này, Tiên cực kỳ thích. Là một cái áo tank top. Đó mọi người, rất là simple. Nhưng mà nói chung là Tiên mặc cái áo này gần như là mỗi ngày. Tại vì thứ nhất là Tiên rất là thích cái tông màu này. Đây là cái tone mà Tiên dạo này đang rất là theo đuổi, Tiên rất là thích. Thứ hai là Tiên mua được một cái set đồ này. Đây là một cái quần short. Đó, và đây là một cái áo. Thường thường thì mọi người biết là Tiên hay đi tập thể dục, cho nên là đây là hai cái sản phẩm là không thể thiếu trong tủ đồ của Tiên. Thì Tiên cũng đã pick ra được hai cái món rất là basic này từ Airspace. Và những cái sản phẩm ở đây thì hầu hết là free size, cho nên là những mọi người nào mà có tặng người ốm đến vừa thì có thể tham khảo thử. Tại vì những cái sản phẩm này là Tiên mua là đều mặc vừa, Tiên đều mặc vừa hết. Tiếp theo là một chiếc quần high waisted nè mọi người. Đó, thì cái quần này thì Tiên mặc, Tiên có thể phối với rất là nhiều cái layout khác nhau. Tại vì nó rất là đơn giản, rất là basic. Và tiếp theo thì Tiên có một cái quần màu xanh, cũng là quần cạp cao luôn, cho nên là Tiên rất là dễ phối với lại những cái bộ đồ basic như thế này. Hầu hết thì Airspace sẽ có những cái sản phẩm rất là basic và cũng như là sử dụng được hàng ngày, cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm nha. Tiếp theo là hai cái món coi như là tâm đắc nhất mà Tiên đã mua vừa rồi. Đầu tiên là Tiên mua cái bra này. Đây là một cái bra push-up bra nha mọi người. Thì nó có thể giúp cho đẩy cái ngực mọi người lên. Đây. Cái thứ hai mà Tiên mua được là một cái bra cũng là dạng push-up bên trong này luôn. Nhưng mà bên ngoài thì nó sẽ có miếng ngang qua như thế này. Cái này nó gọi là up bra. Với cái chất liệu của nó là polyester 100% luôn ha. Và mọi người có lớp lót trong như thế này, cho nên là sẽ rất thuận tiện cho mọi người để nó không có bị trượt cái ngực. Tại vì lâu lâu Tiên mặc thì nó hay bị trượt ngực á, thì cái sản phẩm này lại không bị. Thường á thì mọi người có hỏi là Tiên mặc những cái loại bra như thế nào. Thì nếu mà ví dụ như Tiên những cái ngày nào mà Tiên muốn ngực mình nhìn đại đoạn một chút thì Tiên sẽ sử dụng những cái loại bra như thế này để push up ngực lên, để mặc những cái váy hở hơn một chút thì nó sẽ nhìn có thể đầy đặn và nhìn có sẽ sexy hơn một chút ha. Thì bên trong này nó sẽ có một cái miếng đệm, đệm ngực như thế này mà nó chống ma sát, cho nên là nó rất là không có kẹt. Mọi người thấy nó sẽ không có bị trơn trượt đó mọi người. Và cái phần này cũng như vậy, cho nên là nó sẽ bám vào da mọi người cực kỳ tốt. Và thiết kế thì cũng rất là trendy. Đây thì nó sẽ xẻ ngực hơn. Cái áo này nó sẽ xẻ ngực hơn, cho nên là khi mà mọi người mặc vào á thì nó sẽ nâng cái ngực một lần lên. Còn cái này dành cho những cái áo nào mà hơi xuyên thấu một chút, mọi người muốn kín đáo thì mình Tiên recommend sử dụng cái này hơn ha. Nhìn những cái sản phẩm như vậy thôi, nhưng mà khi mà mọi người mặc lên á thì mọi người sẽ thấy là nó rất là dễ chịu, rất là dễ chịu cái ngực. Để Tiên sẽ mặc thử một trong hai cái này cho mọi người xem, để mọi người có thể hình dung tốt được. Tất cả các loại ngực áo ngực khác á thì Tiên thấy là ở bên ngoài á tất cả cái vải nó đều là vải cô tông như thế này, nhưng mà đây là cái chiếc áo ngực duy nhất mà Tiên thấy là bên trong nó có một cái lớp gọi là chống trượt đó mọi người, cho nên là nó sẽ bám cực kỳ tốt với nhau mọi người luôn. Như nãy giờ Tiên có nói thì cảm nhận của Tiên là Tiên thấy là nó rất là khác với những cái áo bra khác trên thị trường. Cái phần này nè, hai cái phần bên này nó cũng là chống trượt, cho nên là khi mà nó ôm như ngực mọi người nó sẽ ôm trọn và nó sẽ không có bị dễ bị tuột áo ngực. Cho dù các bạn có bị rớt dây như thế nào, đằng sau nó cũng là sẽ là đan như thế này với bốn lớp đan. Thì mọi người mặc á, cho dù mọi người có thể điều chỉnh được những nấc
Thì giờ Tiên sẽ mặc thử cho mọi người xem thử là nó sẽ như thế nào ha. Đây, Tiên sẽ show cho mọi người xem, thấy không? Cái form mà khi mà mặc lên nó đẩy cái ngực mọi người lên rất là vì nó rất là đẹp luôn á, và nó ôm sát cái ngực mọi người. Và khi mà Tiên có vận động á thì cái phần này nó sẽ không có bị trượt và nó sẽ cực kỳ bám trên da của Tiên luôn, cho nên Tiên cảm thấy vừa cũng rất là thoải mái. Thường thường những cái push up bra Tiên mặc á, thật sự là Tiên cảm thấy rất là khó chịu cái phần này, là nó sẽ rất là dễ bị tụt. Nhưng mà cái này thì nó không mang lại cảm giác cho Tiên là Tiên bị tụt. Khi mà Tiên mặc thì Tiên cảm giác rất là thoải mái và dễ chịu. Khi mà Tiên mặc cái áo bra với những cái áo như thế này á thì nó sẽ ôm vào cái ngực rất là tốt và cũng như là push up lên, nhìn ngực mọi người cực kỳ đầy đặn. Và nếu mà bạn nào mà cảm giác như là ngực mình bị sợ hay là giống như là nó không có đủ để mặc những cái áo trễ mà nó sexy á thì Tiên highly recommend cái áo màu đen này. Còn nếu mà những bạn nào á mà có những cái áo mà nó kiểu nó kín đáo hơn và nó không lộ nhiều hơn á thì Tiên highly recommend sản phẩm này ha. Tại vì sản phẩm này á là dạng ngang nha mọi người, như thế này. Mặc dù bên trong á thì cái foam thiết kế của nó cực kỳ giống cái màu đen luôn, nhưng mà nó khác một cái là đằng trước thì nó có một cái bundle nó ngang qua như vậy, cho nên là khi mà mặc vào nó sẽ ôm trọn full cái phần ngực như vậy thì nó sẽ làm cho mọi người không có bị lộ quá nhiều. Thì đó là những cái gì mà Tiên đã mua được từ nhà Airspace ha. Thì đôi khi thì Tiên hay lướt Facebook đó, nó có cái gì hay thì Tiên hay xem và Tiên hay recommend cho mọi người vậy. Nhưng mà nếu mà sau này Tiên có những cái sản phẩm nào hay ho hơn nữa thì Tiên sẽ chắc chắn là sẽ sharing với mọi người nhiều hơn. Bây giờ thì Tiên sẽ đi ngủ và hẹn gặp lại mọi người trong ngày mai nha. Bye bye. Hello mọi người, thì hôm nay là thứ bảy và sáng giờ thì Tiên cũng có làm một vài thứ lặt vặt nhưng mà cũng không có gì đáng kể, cho nên là Tiên cũng không có quay lại cho lắm. Bây giờ thì Tiên đang get ready để chuẩn bị đi ăn và cũng muốn tâm sự với mọi người một chút về cuộc sống của Tiên dạo gần đây, có gì thay đổi hay không, hay là nói chung là thay đổi thì cũng có thay đổi rất rất là nhiều. Tiên đã chuyển nhà, đồng thời thì mọi người cũng biết là nếu mọi người để ý ở trên story cũng như là coi ở trên những cái video của Tiên thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy là Tiên không còn làm ở Beauty Box nữa. Đó cũng là một cái lựa chọn mà thật sự là Tiên phải đắn đo, phải suy nghĩ rất là nhiều. Vì thứ nhất là Tiên cũng không có muốn từ bỏ những công việc chính của mình để làm một cái ngoài gì đó riêng ở ngoài luồng cả. Tại vì thứ nhất là Tiên chưa biết là Tiên đã đủ kinh nghiệm hay chưa. Và đây là một cái suy nghĩ mà Tiên đã suy nghĩ từ thật sự là cũng rất là lâu rồi, cũng phải là hơn nửa năm về trước là Tiên cũng đã có cái suy nghĩ là Tiên muốn ra làm riêng, nhưng mà Tiên vẫn rất là sợ. Nói chung là lúc mà chỉ là Her Story và No Control Online không thì Tiên nghĩ là Tiên vẫn còn làm full time và vẫn manage được. Nhưng mà đến khi mà Tiên có The Space rồi và những cái thứ khác nữa thì Tiên cảm thấy như là nó đang bị quá nhiều so với Tiên, và Tiên không thể nào vừa làm một lúc mà hai công việc như vậy được. Thứ nhất thì ít ra là Tiên đã có offline store rồi, và nếu mà Tiên không chú trọng vào nó thì chắc chắn là nó sẽ không có được theo ý muốn của Tiên. Đồng thời thì Tiên biết là nếu mà Tiên vẫn còn làm full time thì nó sẽ rất nhiều thời gian của Tiên, và Tiên không thể kiểu balance out được, Tiên không thể làm hai thứ nó cân bằng nhau được. Cho nên là đó lý do Tiên suy nghĩ rất là nhiều để Tiên phải nghỉ cái công việc chính của Tiên và ra làm riêng. Thực sự đây là một cái quyết định rất là, đối với Tiên, Tiên không biết đối với mọi người như thế nào, nhưng mà đối với Tiên là một quyết định rất là táo bạo. Và Tiên nghe theo lý trí và con Tiên, nói chung là Tiên cũng không biết nữa, nhưng Tiên thấy hiện tại như thế nào thì Tiên theo đó thôi. Thật sự để nói là đây có phải là một quyết định đúng đắn của Tiên hay không thì Tiên cũng không dám chắc là Tiên đã chọn đúng, nhưng mà Tiên nghĩ là mình vẫn nên chú trọng một cái gì đó hơn là cả hai, để rồi làm cả hai không tốt. Trong đầu Tiên thì Tiên vẫn suy nghĩ là Tiên vẫn muốn đi kiểu như là tìm kiếm
công việc full time, có nghĩa là cũng muốn thử sức đi apply thử, nộp CV chúng ta cũng đi công ty lớn xem là khả năng của mình như thế nào và mình sẽ làm việc như thế nào. Nhưng mà Tiên cũng không biết là nếu mà đến một cái lúc mà Tiên làm được thì những cái thứ mà Tiên gây dựng lên thì ai sẽ là người quản lý, thì Tiên cũng rất là băn khoăn rất là nhiều. Và nếu mà các bạn nào có những cái suy nghĩ giống Tiên thì mình có thể comment biết, nhưng mà thật sự là cho dù Tiên nghĩ Tiên cũng cảm thấy không thoải mái một chút nào cả, tại vì Tiên cảm thấy như là Tiên vẫn còn cần phải học hỏi rất rất là nhiều. Yeah, nói chung là vậy đó mọi người. Dạo này thì công việc thì nó cũng vẫn rất là ổn, và đúng là Tiên cũng vẫn cố gắng mỗi ngày thôi, nhưng mà Tiên vẫn còn đắn đo rất là nhiều những cái câu chuyện khác, và có những chuyện nói chung mà Tiên cũng rất là muốn sharing, cho nên là nếu mà có một dịp nào đó thì tụi mình sẽ có thể ngồi xuống và sharing cho mọi người. Bây giờ Tiên sẽ make up và chuẩn bị đi ăn thôi. Cái này là cái gì vậy? Oh. Là cái máy. Thật là hiện đại đó mấy bạn. Wow. Hello mọi người, thì hôm nay là ngày chủ nhật và Tiên chuẩn bị đi tập nhảy với Lại Nguyên. Thì bây giờ Tiên sẽ đi từ nhà. Thế thì mọi người đây là em họ của anh họ. Sao uống mới mua cà phê? Ok, let's go. Thì bây giờ Tiên đang ở với Nguyên. Đó, mình đang tập nhảy mọi người. Nguyên chuẩn bị debut làm ca sĩ mọi người. Sắp có album mới mọi người đón chờ. Tiên là sẽ là backup dancer cho Nguyên. Đó. Hôm nay là mình tập một cái bài để chuẩn bị lên sân khấu mình diễn á. Mọi người đón đợi nha, đón chờ nha mọi người nha. Đây là cái phòng tập nhảy của mình nè mọi người. Đó, siêu bự luôn. Thì Nguyên đang chờ cô giáo đến dạy cho Nguyên để chuẩn bị debut. Không, Tiên nói giỡn chứ Tiên với Nguyên hay đi tập vậy á mọi người. Chứ Nguyên thường sao cũng là ca sĩ thiệt. Mọi người đợi nha.